Tôn Ngộ Không vừa rời khỏi hoàng cung cùng ba người họ. Con Âm và những người khác đã đến. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh, bắt lấy đường tăng trước và đưa vào động Ba Duyệt, lần kiếp nạn này sẽ chắc chắn thành công. Lúc đó tên quái áo vàng sẽ chịu thiệt thòi mà không thể nói được. Có khổ cũng không thể tỏ. Chuyện gì thế này? Lại dám cả gan bắt sư phụ. Không hổ danh là cao tăng của thiên triều. Mỗi người đều có thần thông quảng đại. Người to lớn thế này đang nói chuyện rất yên ổn, vậy mà nói mất là mất ngay. Tiểu Bạch, coi chừng hành lý, ta đi báo với đại sư huynh. Thật vô lễ, bần tăng đã lợi hại như vậy rồi mà vẫn có yêu quái dám bắt ta, là kẻ nào thế? Đại uy thiên long, chuyện gì thế này? Nói tự mình đến mà không xuất hiện. May mà Phật tổ đã có đối sách, nếu không cả nhóm đường tăng đã đi qua, hai kiếp nạn lần này sẽ chẳng có cái nào kích hoạt. Hiện tại xem ra một kiếp nạn đã được sắp đặt. Ôi trời, chuyện quái gì thế này? Chẳng phải vừa tách khỏi bảo tướng quốc sao? Sao sư phụ lại xuất hiện ở đây trước? Không lẽ... Bác Giới, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, đánh hắn, ta đi, dừng tay. Ta là sư phụ, hư, giả mạo sư phụ. Hôm nay lão chư sẽ đánh ngươi thành ra hình dáng của ta. Dám giả mạo cao tăng, rõ ràng là thách thức giới hạn của chúng ta. Ta thề, chuyện gì thế này? Đại ca, nghe ta nói. Ôi, tức quá, đánh đau rồi, thật không chịu nổi ba tên này. Ra tay ác quá. Tên này thật táo bạo, dám giả mạo đường tăng. Mấy ngày nay sư phụ không rời khỏi tầm mắt ta. Ngươi ở bảo tướng quốc chắc chắn là thật, còn ngươi khỏi giải thích, đương nhiên là giả. Là thật mà, ta chính là đường tăng. Đại ca, dừng tay trước đã, ta có thể chứng minh mà. Ba ngươi làm sao vậy? Hôm qua vừa ăn đào tiên kim đan, hôm nay lại không có sức đánh, cả ngày mà chưa đánh ra nguyên hình. Huynh đệ yên tâm, qua năm buổi nữa chắc chắn sẽ đánh ra nguyên hình. Chủ nhân, cứ yên tâm, đánh mạnh lên chút đi. Ngươi là ai? Ai đã đưa lão tổ đến đây? Ngươi không phải là người à? Bọn ta thật sự không cố ý mà. Tà chủ Long Ân. Chỉ bốn từ đơn giản hóa giải sự bối rối của Ngọc Hoàng. Thái Bạch Kim Tinh có. Không phải không có lý do, khả năng, tài năng, sự ứng biến này và cả cái mặt dày ấy, kiếp sau ta cũng không học nổi. May là ta đã chạy trước một bước, nếu không, chẳng phải sẽ bị Quan Âm và đồng bọn hãm hại sao? Anh em Trúc Phỉ, các ngươi nói, chuyện này sẽ không liên lụy đến ta chứ? Còn may là ngươi quay lại sớm, nếu muộn hơn một chút, do nằm dưới đất ăn đòn là ngươi rồi. Ăn đòn chỉ là chuyện nhỏ, còn phải chuẩn bị mất cả trăm năm tích lũy. Xin lỗi nhé, huynh đệ, ta cũng không biết tên này là ai biến hình. Thật kiên cường, đúng thế, rất mạnh mẽ, đánh cả ngày rồi, vậy mà hắn không thừa nhận mình là giả. Chủ nhân, tên này đúng là nhân vật nguy hiểm, ta nghĩ cần người đích thân ra tay hẳn mới khai ra. Hừ, ta nói người cũng thật cứng đâu, không chịu khai. Sư phụ ta đang ở bảo tướng quốc, ngươi nghĩ sao mà ngươi là thật? Ngươi nghĩ đường tăng có thể nhanh hơn chúng ta mà đến ba diệt động trước? Lời nói với các ngươi những lời vô ích. Ta chính là đường tăng của bảo tướng quốc, ta thật sự đã đến trước các ngươi một bước. Con vào động tìm một vòng, không thấy ai mới đi ra. Ta vừa ra đã gặp các ngươi rồi, ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Phải khâm phục ngươi, tình trạng thế này mà vẫn cãi bướng. Thôi thì ngươi cứ biến lại nguyên hình, rồi cho chúng ta biết mục đích giả mạo đường tăng là gì. Vậy thì chúng ta sẽ không đánh ngươi nữa. Ta thể có cách để chứng minh ta chính là đường tăng. Các ngươi phải cho ta cơ hội. Trong một ta có pháp bảo mà các ngươi đưa cho ta, điều này không thể sai. Thật đáng nể, cả pháp bảo cũng chuẩn bị rồi, chắc không phải là Như Lai thì là Quan Âm. Kỹ thuật điều luyện ghê, rất giỏi, ngươi giả mạo rất chuyên nghiệp. Cả pháp bảo cũng trộm được, không ngoài dự đoán, ngươi chắc chắn cũng biết. Câu chú đại uy thiên long, đúng đúng. Đại ca, ta thật là sư phụ mà. Như Lai phái người giả mạo đường tăng. Không lẽ, Như Lai thấy đường tăng phát triển quá nguy hiểm, muốn thay thế đường tăng, thật quá đáng. Lại chơi trò, thật giả đường tăng trước tiên. May mà ta phát hiện kịp thời. Phải nói ngươi thật giỏi, nếu không phải tình cờ chúng ta quay lại ba diệt động, thật sự không phân biệt nổi thật giả. Rốt cuộc phải làm sao các ngươi mới tin ta? Đại sư huynh, không xong rồi. Gì, bắt cả thực thể luôn à? Đánh hắn ra ngoài đi. Sư phụ, người thế nào rồi? Có sao không? Tên yêu quái này thật quá đáng, dám đánh người thành ra thế này. Không lẽ đây là thật sao? Đại ca, lần này các người tin ta chưa? Ngươi thật là sư phụ. Được, vậy ta hỏi ngươi, Bát Giới có nốt ruồi ở đâu không? Một cái ở mỗi bên mông. Trời ơi, thật sự là sư phụ. Người đã trải qua chuyện gì? Không đúng, sao các người biết ta có hai nốt ruồi? Tiểu Hắc nhìn thấy rồi, sao người dám nhìn trộm ta? Ta nhìn công khai mà, ta còn nhìn cả cao tăng nữa. Đúng rồi, cao tăng để ta nhìn, chỉ cần có sẹo ở đùi thì chứng minh ngươi là thật. Giờ là lúc nào rồi mà các người vẫn nghi ngờ ta? Các người vừa đi, ta bị một trận yêu phong cuốn đến đây. Đúng vậy, sau khi các người đi, sư phụ bị bắt đi.
ta đã tìm theo và gặp cảnh thế này. Chuyện quái quỷ gì thế này? Càng lúc càng loạn, ai đã bắt Đường Tăng rồi nhốt vào động Ba Diệt? Sư phụ, người vừa bảo đã tìm khắp động. Đúng vậy, không có ai trong đó. Ta vừa ra thì bị các ngươi tưởng là giả rồi bị đánh. Ta có làm gì đâu mà bị đánh, sao lại xui xẻo thế? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đừng trách bọn ta, có trách thì trách Quỷ Mộc Lang bỏ trốn nên mới xảy ra hiểu lầm thế này. Trước khi chúng ta đi, trong đó còn có quái áo vàng, cùng một đám yêu quái nữa. Sao lại không có ai? Ta đã bảo nơi này quen thuộc. Đáng ghét, tên quái áo vàng dám bắt ta đến đây, còn hại ta bị đánh. Đại ca, nhất định phải giúp ta báo thù. Yên tâm đi, sư phụ, ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Thật là lúng túng. Người đánh Đường Tăng là Chư Bát Giới, Cấu Đen và Quái Vàng, còn người chỉ huy là ta. Làm sao báo thù? Tự đánh mình à? Đi thôi. Chúng ta trở về Bảo Tướng Quốc trước, ta cần phân tích kỹ chuyện này. Nước mắt đắng cay, theo lời vừa rồi của Quỷ Mộc Lang, nói tiếp thì chắc chắn là Quan Âm. Mà khi Quan Âm xuất hiện, Quỷ Mộc Lang ngừng nói. Vậy chắc chắn là Quan Âm rồi. Quan Âm định bắt Đường Tăng sao? Tại sao lại để Đường Tăng? Ở trong động Ba Diệt không có ai. Quan Âm định ăn thịt Đường Tăng à? Chuyện này ngày càng trở nên rồi dám rồi. Chẳng lẽ Quan Âm cũng nhận được hệ thống phản diện, đưa Đường Tăng cho yêu quái xử lý? Không phải Quan Âm phải tự mình làm sao? Quan Âm đang cướp việc làm ăn đây mà. Xin hỏi Bồ Tát, trước đây yêu quái nào đã bắt sư phụ ta vào động Ba Diệt? Ngài có biết là ai không? Mọi việc đều có định số, vì các người đã hoàn thành công việc ở Bảo Tướng Quốc thì cứ tiếp tục lên đường. Như Lai và Quan Âm gần đây đi theo một kế hoạch rất sâu xa, lần này chắc chắn là mình đã bị bẫy. Bồ Tát, tại sao ngài làm việc thế này? Sư phụ ta đã bị đánh một trận tàn bạo, nếu Bồ Tát không giải thích, em rằng sư phụ sẽ mất quyết tâm đi lấy kinh. Hừ, đừng có giở trò đó, nếu ngươi không nói với Đường Tăng thì ông ấy sẽ không bao giờ biết. Này nhị cậu, ngươi bay hơi cao rồi đấy. Hôm nay nếu ta không dạy ngươi, ngươi sẽ không biết thế nào là bảo bối nguyệt quang. Ngươi vừa nói gì? Ngươi dám lặp lại lời ngươi vừa nói à? Trời ơi, thần tượng nổi dậy rồi, đánh hắn đi. Đừng có mà sợ nhé, ôi trời. Ngươi dám nói với ta như thế à? Ngươi muốn chết sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi. Có vẻ có gì đó không đúng lắm. Nếu ngươi không nói với Đường Tăng thì ông ấy sẽ không biết. Có vẻ như cũng chẳng vui lắm. Dù ta cảm thấy thỏa mãn, nhưng chị đại đứng đầu không có một chút cảm xúc tiêu cực. Thấy hơi tiếc một chút. Thôi được rồi, tạm biệt. Ta đi lang thang đây, con khỉ biến đi. Vì giờ đã hiểu rõ tình hình, tạm thời để đó đã. Không có gì bất ngờ, kiếp nạn tiếp theo là Kim Giác và Ngân Giác. Lão Quân chắc chắn sẽ phơi bày Quan Âm. Hai lần kết hợp lại sẽ khiến Đường Tăng hoàn toàn bất hòa với Linh Sơn. Này, đại ca cũng ở đây à? Có chút hiểu lầm, trước đây ta mất chỉ nhớ suýt nữa ăn thịt Tiêu Thiên Khuyển. Mời ngươi ăn đào, ngươi có dừng lại đi không? Lần trước ta bị Tống Tiền mất 200 viên kim đan, 200 trái đào tiên, may mà Như Lai đã hoàn lại, nếu không thì thời gian làm ở Thiên Đình xem như là cung cấp, chưa kể đến Tiêu Thiên Khuyển, không có cả thức ăn cho chó nữa. Trời ơi, có phải chúng ta gặp nhau vài ngày trước không? Tiêu rồi, con khỉ chắc không nghi ngờ mình bắt Đường Tăng chứ? Bỏ đi, ta sai rồi, bệ hạ, ta có tội. Ta không nên vì tình yêu mà tự ý xuống trần làm yêu quái, lại càng không nên lén đưa Bách Hoa tù đi 13 năm. Vậy hóa ra quái áo vàng là ngươi. Công chúa nước Bảo Tướng là do người bắt sao? Đường Tăng cũng do người bắt, công chúa Bảo Tướng là ta bắt. Nhưng Đường Tăng thật sự không phải do ta bắt. Đường Tăng không phải do người bắt. Vậy sao ông ta lại ở nhà ngươi? Chẳng lẽ có người khác bắt rồi mời người ăn thịt Đường Tăng? Thật sự không phải ta mà. Đại Thánh, khi Đường Tăng bị bắt vào động Ba Diệt, ta đã quay về Thiên Đình rồi mà. Mình có nên bán Đường Quan Âm không nhỉ? Nếu không nói ra thì mình thật sự không giải thích được rõ ràng. Nói đi, ngươi bắt công chúa Bảo Tướng thế nào? Ngươi liên kết với ai để bắt Đường Tăng? Nếu ta không tình cờ quay lại, ngươi đã thành công rồi. Đồng bọn của ngươi còn ai nữa? Không thể trách ta bất nghĩa. Là Quan Âm bọn họ không nhân từ trước, họ đã ép ta làm vậy. Đại Thánh, việc Bách Hoa Tu bị bắt là lỗi của ta, ta nhận. Trong đây có 118 viên kim đan, đó là tất cả tài sản mà ta đã tích lũy trong nhiều năm. Di cơ, bao nhiêu năm nay người chỉ tích có bấy nhiêu kim đan, quá ít rồi, chẳng đáng để ta đi một chuyến. Nhưng việc của Đường Tăng thật sự không liên quan đến ta. Quan trọng là chết tiệt, con khỉ chết tiệt, ngươi ra đây. Quan Âm Bồ Tát đến rồi, ngươi hỏi ông ấy đi. Đại Thánh, kim đan của ngươi cứ để lại cho Bách Hoa Tu. Đến từ Thiên Đình, cảm xúc tiêu cực tăng lên đến 999, một niềm vui bất ngờ. Không ngờ mình tha cho hắn mà lại gây ra phản ứng trái ngược. Rồi thật, con khỉ chất tiện này có điều gì đó. Hóa ra nó không chơi xấu nữa, chắc chắn là nó đang đặt một cái bẫy lớn hơn. Không ngờ Đại Thánh lại có lòng tốt như vậy. Đại ca, ngươi có tra ra ai đã tính kế sư phụ chưa? Huynh đệ, cuối cùng là ai mà dám to gan như vậy? Chúng ta cùng nhau bắt hắn và nướng lên ăn. Sự việc ta đã rõ, nhưng tạm thời chưa thể nói ra. Trời à, tên yêu quái đe dọa đại ca này lợi hại đến mức nào vậy? Có thể đe dọa được cả con khỉ, chắc cũng chỉ có vài người thôi nhỉ? Nhìn mặt các người cũng đoán ra rồi. Thậm chí đến cả con lợn còn đoán được, mà mình lại không nghĩ ra là ai. Trời ơi, câu đó là sao? Để ta tát cho ngươi một phát. Khi đã là cao tăng thì yêu quái không cần lo lắng. Người bắt cóc con cái của ngươi thật ra không phải yêu quái, mà là một thần tiên. Đó là Quỷ Mộc Lang, một trong 28 trọng sao. Hắn đã xuống trần, và con cái của ngươi cũng là tiên nữ từ cung Thiên Đình giáng trần. Vì vậy sau này không cần phải sợ hắn nữa. Ngươi đã có một người con rể tốt. Ồ, lại là một câu chuyện hạnh phúc. Gì cơ, con cái mình là tiên nữ giáng trần, con rể là thần tiên Thiên Đình, Quỷ Mộc Lang, một trong 28 trọng sao. Thế thì, các người đợi Quỷ Mộc Lang, lúc nào đến thăm Bách Hoa Tu, tự hỏi đi là được rồi. Anh Di Đà Phật, thôi chúng ta đứng dậy thôi.
Đại Thánh không những không lấy kim đan của ta, còn giúp ta bộc mạch. Giờ ta cũng giống như chư bát giới trở thành con rể quý. Vậy từ giờ về sau, chẳng phải ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Bách Hoa Tu rồi sao? Thật quá cảm động. Đại Thánh đối xử với ta như vậy, ta phải báo đáp thế nào đây? Ngươi có bao nhiêu tài sản? Ngươi hoàn toàn không có gì để báo đáp đâu. Đúng là đau lòng thật. Nhưng ta thấy phép thuật của ngươi cũng tốt, ngươi có thể dạy cho Đường Tăng để ông ấy dùng thu phục yêu quái. Mặc dù giờ đây Đường Tăng đã mạnh hơn trước, nhưng vẫn thiếu một số kỹ năng. Nếu gặp phải yêu quái có chút pháp lực mà muốn trốn thoát thì Đường Tăng không thể làm gì được. Ngươi hãy dạy cho ông ấy chiêu Hoàng Bào, phối hợp với pháp bảo mà Như Lai đã tặng là chiếc áo cà sa, khi dùng sẽ rất hoàn hảo. Nhưng sao Ngọc Hoàng và Lão Quân thay đổi vậy? Vậy mà còn muốn tăng sức mạnh, làm thế thì còn để ai chơi nữa? Lão Quân, hai đồng tử của ngươi đã sắp xếp xong chưa? Quan Âm đã tìm ta 3 lần rồi, ngươi nghĩ sao? Hai đồng tử của ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nếu thực sự chiến đấu, các Tôn Ngộ không chắc chỉ có 1 phần thắng thôi. Nhưng nếu đối phó với Đường Tăng và Chư Bát Giới thì đủ rồi. Mặc dù ta nợ Lão Quân một ân tình, nhưng chỉ một ân tình thì chỉ được đổi một người thôi. Nếu ta bắt được Kim Giáp và Ngân Giáp, lúc đó để lại Kim Giáp, giữ lại Ngân Giáp, để Lão Quân đến nhận, xuống thật. Ngươi có tin ta sẽ tặng ngươi 1314 hỏa tiễn không? Không còn cách nào khác, Ngân Giáp đã thất bại, giờ chỉ còn trông đợi vào Kim Giáp thôi. Các ngươi tiếp tục canh chừng, ta đi tìm Kim Giáp. Chẳng phải Tôn Ngộ không đã bị đệ đệ bắt vào hồ lô rồi sao? Ngươi nghe ai nói vậy? Vừa nãy đệ đệ nói hồ lô tìm đã bắt được Tôn Ngộ không, sau đó lại đòi lấy bình ngọc kính và kiếm bảy sao. Hắn đến tìm ngươi đòi lấy bình ngọc kính và kiếm bảy sao để đi bắt Đường Tăng và Chư Bát Giới. Chư Bát Giới thật là xảo quyệt, chẳng phải Chư Bát Giới chỉ đi lời biếng thôi sao? Hóa ra là hắn bẫy Kim Giáp. Trời à, sao hắn lại xảo quyệt thế chứ? Bồ Tát có ý gì vậy? Kim Giáp và Ngân Giáp đều ngây ngô đến thế sao? Thật sự là đau lòng. Tôn Ngộ không đã lừa lấy pháp bảo của Ngân Giáp, rồi hắn bị bắt. Người quay lại tìm ngươi chính là Chư Bát Giới. Bồ Tát, tại sao ngài không nói sớm? Chẳng phải các ngươi luôn canh chừng sao? Sao không ai báo ta một tiếng? Đây đúng là sự bất cẩn. Chủ yếu là vì Chư Bát Giới đã quen lời biếng, nên không ai nghi ngờ gì về hắn. Anh Di Đà Phật, đại ca, vậy chúng ta đến Động Liên Hoa xử lý con yêu quái kia, thì mới là công đức viên mãn. Ta sẽ dẫn đường. Anh Di Đà Phật. Vân Tăng, Đường Tam Tạng từ Đông Thổ Đại Đường đến để độ hóa thí chủ. Yêu quái mau ra đây chịu chớp. Làm sao bây giờ? Ngươi ra làm nghi thức đi, ta sẽ hỗ trợ từ trong bóng tối. Ôi trời ơi, hai người yêu quái này có phong cách quá. Một tên Ngân Giáp, một tên Kim Giáp. Ngươi biết ta sao? Ngươi tự chọn đi. Muốn vào hồ lô của ta hay vào bác của sư phụ ta? Quá đáng, có giỏi thì đấu tay đôi đi. Dùng pháp bảo ức hiếp người khác thì có gì hay ho? Đó đều là pháp bảo của chủ nhân ta. Các ngươi thật không phải người. Ngươi lại gần Tôn Ngộ không? Ta sẽ niệm chú khẩn cô. Ngươi nhanh chóng giật lấy pháp bảo trên tay hắn. Chúng ta mới có cơ hội lật ngược tình thế. Hừ, con khỉ kia. Hôm nay ta sẽ đứng trước mặt ngươi, xem ngươi làm gì được ta. Kiếm Giáp Đại Vương. Tưởng không nói gì thì không sao à? Ngươi nghĩ sai rồi. Ngươi không chơi nữa à? Ngươi không nói to thì ta không nghe thấy gì đâu. Con khỉ trước tiệt chẳng có chút phản ứng nào. Chuyển càn khôn. Kim Giáp chẳng còn pháp bảo gì nữa, chơi chẳng vui chút nào. Thật là thực tế, không có tiền thì không chơi cùng ta nữa. Sao chú khẩn cô không có? Tại sao lại như vậy? Ngươi chắc chắn đã niệm chú khẩn cô chứ? Có phải ngươi niệm nhỏ quá không? Nên hắn không nghe thấy, có thể là vậy, nhưng không được. Lát nữa ta phải thử lại. Chỉ tiếc là Kim Giáp đã bị hắn bắt rồi. Lần này coi như kiếp nạn thất bại. Vậy là xong rồi, Đường Tăng chẳng gặp nạn gì mà vẫn an nhàn. May mà con khỉ này nợ mình một ân tình lần trước, nếu không thì lại bị nó tống tiền nữa rồi. Chư vị hãy dừng bước, trung hợp quá, huynh đi dạo à. Xin đại thánh ngừng tay. Kim Giáp Đại Vương và Ngân Giáp Đại Vương là đồng tử của ta, vì chúng đã lấy trộm pháp bảo của ta xuống trần gian nhưng lại bị các người bắt được. Huynh ơi, dù ta với huynh có quan hệ tốt, nhưng lần này huynh thật là quá đáng. Để người nhà gây họa thì phải hỏi tội huynh rồi. Biết ngay con khỉ này không dễ nói chuyện mà. Đây là Bồ Tát từ biển Nam Hải đã dặn ta 3 lần gửi chúng xuống đây để làm yêu quái, xem thầy cho các người có thật tâm đi lấy kinh không. Ngươi nói gì? Đây là do bà ấy chỉ đạo sao? Quan Âm Bồ Tát à? Mau thả hai đồng tử của ta ra đi, và trả lại cho ta mấy món pháp bảo nữa. Do Quan Âm sắp đặt sao? Chẳng phải Quan Âm vẫn luôn giúp họ lấy kinh sao? Sao giờ lại cố ý làm khó họ? Lần trước cũng là bà ấy bắt sư phụ ta đến động ba diệu, giờ lại để hai đồng tử của huynh làm yêu quái để hại ta. Thật quá đáng. Đại ca, ngươi nói thật sao? Trước đây là Quan Âm đã bắt sư phụ ta vào động ba diệu. Chẳng phải chỉ có thế đâu, lần trước trong cung điện tổ chức kén rể cũng là họ cố ý trêu đùa sư phụ ta. Chúng ta thật sự khổ quá, sau này không biết sẽ còn bị họ trêu đùa bao nhiêu lần nữa. Lấy kinh thật quá khó, phía trước thì có yêu ma cản đường, phía sau thì bị Quan Âm tính kế. Đến Linh Sơn đúng là vô vọng. Đại ca, ngươi yên tâm, nếu Quan Âm không xin lỗi chúng ta hoặc còn tiếp tục trêu đùa chúng ta thì việc lấy kinh này chẳng cần làm nữa. Phản kế hoạch thành công, nhận được cửu chuyển đại hoàn đơn. Thật quá bất ngờ, lại nhận được thêm nữa, có thể cho Đường Tăng một viên, lúc đó Đường Tăng sẽ thăng tiến thành Đường lão sư một đấm, thực sự trở thành người hủy diệt thiên địa nhân sinh. Ha, lần này không những không cho Đường Tăng một kiếp nạn, mà còn khiến Đường Tăng cảm thấy khó chịu với Quan Âm. Dù sao lấy kinh đã không dễ dàng, mà lại cứ bị gây khó dễ liên tục, chắc chắn trong lòng ông ấy sẽ không vui. Thôi không cần nói nhiều, mau thả hai đồng tử của ta và trả lại cho ta các pháp bảo của ta.
Pháp bảo gì cơ, ngươi giả bộ à? Hồ lô là ta mượn, vinh là để ta đựng nước, kiếm là ta dùng để mài, quan là ta dùng để quạt lửa, xây thường là để bộ lại khi ta leo núi, chỉ vậy thôi. Nghe ta nói ra mà xem, ngươi nhìn tưởng là pháp bảo, nhưng ở nhà ta chỉ là đồ dùng hàng ngày thôi, chẳng phải thứ gì quá ghê gớm. Đó chỉ là đồ dùng hàng ngày, trả lại cho ta đi. Với điều kiện của lão quân, đáng lẽ ra từ trước phải lấy luôn bát đĩa trong đầu sói cung rồi. Con khỉ kia, ngươi từng hứa là nợ ta một ân tình mà, giờ ngươi định lật lọng sao? Đúng, nợ thì nợ, nhưng một ân tình ngươi không thể đòi hai lần được. Hơn nữa, quan âm nhờ ngươi để kim giác và ngân giác xuống trần làm yêu quái, đó là quan âm nợ ngươi, chứ không liên quan gì đến ta cả. Ngươi đang lừa ta sao? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu kim đan? Ta không cần kim đan. Không cần. Nói đi, ngươi muốn gì? Được rồi, thế này, sư phụ của ta giờ đã luyện được một sức mạnh vô cùng lớn, nhưng ông ấy không có chiêu tấn công từ xa. Ngươi hiểu không? Ngươi nói tiếp đi. Đạo gia pháp lực vô biên, xin đạo gia giúp sư phụ ta tháo khẩn cô. Bần tăng chẳng cần gì cả, và có thể trả hết tất cả pháp bảo cho đạo gia. Đúng, lão quân vẫn hào phóng như vậy. Huynh, hãy tháo khẩn cô cho con khỉ kia. Cái khẩn cô này đã khiến con khỉ chịu đeo vào. Nếu lão quân tháo ra, thì chẳng phải những gì sắp đặt trước đó đều là uổng phí sao? Không những thế, còn mất đi 24 viên định hải thần châu. Ngươi tiếp tục đi đi. Ta muốn xin ngươi sang cho sư phụ ta một con kim long, có thể phát ra sức mạnh của bản thân qua hình dáng. Liệu có được không? Tên này đã có cách để đối phó với khẩn cô rồi. Ngươi chắc chứ? Tất nhiên rồi. Ngươi làm đi. Con kim long đầu ở ngực, xăm từ sau lưng lên, được không? Đường Tăng, ngươi đi theo ta đi. Đại ca, không được đâu. Ngươi đừng, đây là cơ hội tốt để chụp cảnh. Nếu cứ tiếp tục thế này, Đường Tăng sẽ luyện thêm 3 năm nữa, rồi ta sẽ cho ông ấy ăn một viên cửu chuyển đại hoàn đơn. Có lẽ không đánh bại được Như Lai, nhưng các Bồ Tát như Quan Âm chắc chắn sẽ bị ông ấy đánh bại. Đi một vòng về Linh Sơn, lần này họ lại phải họp bàn rồi. Đường Tăng ngày càng mạnh hơn, không kể Tôn Ngộ Không và các đồng môn, chắc không còn mấy yêu quái có thể gây kiếp nạn cho Đường Tăng nữa. Linh Sơn thật khó khăn, có lẽ chuyện lấy kinh này tạm thời phải dừng lại rồi. Các vị tiên gia, chúng ta ra sau thưởng thức ít đậu phộng của Tôn Ái Khanh, ăn vài viên kim đan và đào tiên để thư giãn. Này, ngươi định làm gì? Ta đi dạo. Ngọc Đế mời ăn kim đan và đào tiên. Ngươi không đi sao? Ngươi đi tìm con khỉ làm gì? Ngọc Đế mời, nhiều nhất cũng chỉ được một viên kim đan, một của đào tiên. Ta đến tìm con khỉ, ăn vài chục của mới tính là bắt đầu. Nếu ta đi cùng Na Cha, thì kiểu gì cũng được kém một bữa. Có chuyện tốt thế mà không gọi ta à? Na Cha, chúng ta cùng đi. Tiện thể ta sẽ nói lời xin lỗi con khỉ. Lần trước cũng là ta ra tay trước. Vậy đi thôi. Na Cha, ngươi cũng không gọi ta sao? Ngươi à, ta thấy mẹ ngươi gần đây có vẻ thèm đào tiên. Ngươi mang về cho bà một của đi, ta đã nói đến thế rồi. Ngươi thật là bất hiếu, không mang về thì đúng là phí công nuôi dạy. Thôi được. Đại Thánh, sao lần trước ngươi không nhận kim đan, giờ lại mang đến tặng ta? Đại Thánh, ta đến để báo ơn ngươi mà. Ta mang theo chiếc áo choàng vàng chuẩn bị tặng cho Thánh Tăng. Thật tuyệt, ngươi chắc chắn chứ? Hay là, ngươi có cần chúng ta giúp gì không? Không đâu, ta chỉ muốn cảm ơn Đại Thánh vì đã giúp ta ở Bảo Tượng Quốc. Sư phụ đâu rồi? Sư phụ đi sang mình rồi. Vậy đi nhé, ngươi truyền thần thông cho ta trước. Đợi sư phụ ta về, ta sẽ truyền lại cho ông ấy. Được thôi, Đại Thánh, ngươi tiếp lấy. Dù danh tiếng của ta bên ngoài không tốt, nhưng ta luôn giữ chữ tín với người của mình, ta không bao giờ hạ khắc. Ngươi nói đi, ngươi cần ta giúp người cướp phụ nữ hay đánh tịch địch? Chỉ cần một câu, chúng ta sẽ cùng giúp ngươi. Đại Thánh, ta thật sự không có việc gì cả. Thôi được, nếu sau này có chuyện, cứ tìm ta. Ngươi đã ăn chưa? Hôm nay ta mời ngươi một bữa thật ngon. Ôi trời ơi, dự tiệc đầu tiên ta tham gia nhiều lần rồi, nhưng bữa này thì đúng là thịnh soạn quá. Lại được kể thêm bữa với Huy Mộc Lang nữa. Ôi trời, con khỉ chất tiệt, ngươi biết chúng ta sẽ đến à? Lần trước ngươi chơi ta, ta phải ăn lại cho đã. Cứ ăn thoải mái, nếu không đủ ta mời thêm. Một người một viên, hai viên thì ngươi sẽ mời 10 viên, 20 viên, ngươi không sợ à? Ngọc Đế cùng các tiên đang uống rượu vui vẻ. Con Thái Thượng Lão Quân đang xăm hình cho Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không đang uống rượu với Na Cha. Chẳng ai biết Như Lai đã quyết định lần này, muốn cho bọn họ một kiếp nạn thật lớn. Việc lấy kinh liên quan đến sự an nguy của Linh Sơn, chư vị chắc đều hiểu rõ. Kim Na La hiện giờ đã hợp nhất với đó Hắc Liên Diệt Thế. Nếu không có công đức của việc lấy kinh, Linh Sơn của chúng ta muốn tồn tại lâu dài cũng khó. Phật Tổ, Kim Na La hợp nhất với đó Hắc Liên Diệt Thế 12 cánh, liệu chúng ta có thể đánh thắng không? Nếu Linh Sơn không có công đức, thì ta cũng khó nói. Đường Tam Tạng và đệ tử đã vượt khỏi kế hoạch của ta, những kiếp nạn trước đây đều không thành. Ta sẽ mở mắt Bắc Hải, thả đại yêu quái ra đối đầu với thầy trò Đường Tam Tạng. Ý ngài là chuẩn bị bắt yêu quái ra, hay là thả chúng ra? Tóm lại là, con khỉ đó không phải lợi hại lắm sao? Thì hãy thả những con yêu quái còn lợi hại hơn ra, để trị chúng. Kiếp nạn này không có đường thoát, sớm muộn chúng ta cũng phải tìm lối thoát mới. Lần này hãy coi mắt Bắc Hải là lần thử đầu tiên của chúng ta. Phật Tổ, nếu những đại yêu quái không hợp tác với chúng ta, không bắt Đường Tam Tạng, chúng ta làm sao? Được thôi, chúng ta sẽ tung tin. Đường Tam Tạng là con trai của Đại Vận Khí, ăn thịt Đường Tam Tạng có thể đột phá thánh nhân, người thôi cũng có thể sống thêm 500 năm. Thật là kỳ diệu. Cứ thế này thì khỏi cần thuê diễn viên luôn. Đúng không? Đã bao nhiêu năm rồi không có ai đến đây?
Nhiên Đăng sư huynh, không ngờ ngươi lại gia nhập Tây Phương giáo. Thần sư đệ, gia nhập Tây Phương giáo là do sự sắp đặt từ trước. Nói đơn giản là ta đảm nhận việc quản lý Linh Sơn. Thần sư đệ còn nhớ ta không? Đây là Đa Bảo sư huynh. Đa Bảo sư huynh, ngươi cũng theo họ sao? Không biết thần sư đệ có hiểu biết gì về những điều ẩn giấu dưới mắt Bắc Hải không? Chỉ là một nhóm yêu quái mạnh mẽ mà thôi. Có không ít đại yêu quái, hung thú từ thời Hồng Hoang, còn có những đại yêu quái đầu tiên trong thiên địa. Thật là đáng sợ, nói về mưu mẹo và âm mưu, Thân Công Báo đúng là không yếu đâu. Liệu ta có thể thuyết phục Thân Công Báo gia nhập Linh Sơn không nhỉ? Để Thân Công Báo đối phó với Tôn Ngộ Không? Này, thần sư đệ, ta sẽ kể cho đệ nghe những gì đã xảy ra trong tam giới trong những năm qua. Sao nào, các ngươi quay về bàn bạc thêm một chút chứ? Nếu không được thì sau này ta sẽ diễn cùng các ngươi, không cần phải bắt đầu Tây Du Ký ác mộng ngay mà. Ta hứa với ngươi một vị trí ái dạ Bồ Tát. Lần này kiếp nạn không dễ dàng đâu. Thần sư đệ, ngươi và Quan Âm hãy đồng lòng để gây thêm kiếp nạn cho thầy cho đường tam tạng. Đến khi việc lấy kinh hoàn thành và công đức của thiên đạo giáng xuống, ngươi cũng sẽ nhận được phần của mình. Sư huynh thật trọng dụng ta, chính là Phật Tổ. Kính chào Phật Tổ, ái dạ Bồ Tát. Từ nay chúng ta đều là người một nhà, cùng đồng lòng phát triển Linh Sơn. Tên này không phải là người tốt đâu, lại còn gian xảo trước người nữa. Mong rằng Thân Công Báo không phá nát hết Linh Sơn. Lúc này Ngọc Đế vẫn đang cùng các tiên gia uống rượu, thật sự rất vui vẻ. Chỉ là chưa uống được bao lâu, Ngọc Đế đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Đúng vậy, một vấn đề lớn. Rượu uống mà đậu phộng ăn kèm hết nhanh quá. Ai đó đi một chuyến tìm Tôn Ái Khanh xin thêm đậu phộng. Tôn Ái Khanh tuy hơi kỳ quặc, nhưng không phải là kẻ keo kiệt, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhanh đi rồi về, bệ hạ, thần xin đi. Ừ, vậy để Lý Thiên Vương đi đi. Na Cha, Dương Tiện chắc lúc này cũng đang uống rượu với Tôn Ngộ Không rồi. Thôi, để ta tự đi, dù sao cũng phải để ta đi chứ. Miễn là hắn đồng ý, ta sẽ ăn một bữa thật no. Con khí chất tiện này rõ ràng có ý đồ xấu, cây cài của ta sớm muộn gì cũng bị nó phá mất thôi. Lý Thiên Vương, lâu rồi không gặp. Nào, ngồi xuống đây cùng uống rượu với ta. Ta nghĩ ta sẽ không ngồi đâu. Người này đến để xin đồ ăn chăng? Ngọc Đế và các tiên gia đang uống rượu trên trời, nhưng lại hết sạch đậu phộng. Ta theo lệnh Ngọc Đế đến tìm Đại Thánh xin thêm ít đậu phộng để nhắm rượu, khá ngon đấy. Ồ, chuyện nhỏ thôi. Lúc này, Đường Tam Tạng đang ngồi thiền trong lò bát quái, bị Thái Thượng Lão Quân hầm từ từ. Lão Quân rất hài lòng với tác phẩm của mình. Thôi, ta đi rồi, ngươi đi đi. À, đúng rồi, còn đào tiên và kim đan cho ta thêm ít mang về, ta muốn ăn dần. Cầm lấy những thứ này, nhờ gói nhân sâm của cẩn thận bằng vải. Về nhà ăn ngay đi, đừng để quá lâu, không tốt đâu. Nhiều quá, sao lại đưa nhiều thế? Cái này chỉ là tiền đặt cọc thôi, sau này xính lệ sẽ còn nhiều hơn. Thôi, ta đi rồi. Ngươi nhìn gì vậy, cứ nhìn ta là sao? Thật là, đưa Na Cha nhiều quá thế, mà không cho ta chút gì để an ủi lòng. Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi chút ít. Không, cái này không phải dành cho ngươi. Ngươi cứ cầm lấy đi. Ta đã lâu không thăm tiểu muội, ngươi giúp ta mang những thứ này cho nàng. Tên giàu có này, có tiền là giỏi, vừa mới dụ dỗ được Na Cha, giờ lại nghĩ đến em gái ta. Thôi, Đại Thánh, ta cũng đi đây. Chờ đã, ngươi khoan đi đã. Đại Thánh, ngươi cứ cầm lấy đi, ta thật không cần đâu, ta đâu có em gái. Lần này ngươi hiểu lầm rồi, ta muốn ngươi giúp ta mang những thứ này về Hoa Của Sơn. Được rồi, Đại Thánh, ta đi đây. Thiên Đình vừa kết thúc bữa tiệc với Tôn Ngộ Không, bây giờ đến lượt Linh Sơn mở tiệc. Lúc này ở Linh Sơn, không khí cuối cùng cũng bớt nặng nề hơn. Kiếp nạn cuối cùng cũng được giao cho Như Lai, bây giờ chẳng lo lắng gì nữa. Đừng nói là Đại La Kim Tiên, cả những yêu quái lợi hại cũng đã được chuẩn bị, đảm bảo các ngươi sẽ có đủ kiếp nạn để vượt qua, làm thỏa mãn các ngươi, không bao giờ phải lo thiếu yêu quái nữa. Xin ngươi hãy làm người tử tế một lần. Quan Âm, Văn Thù, các ngươi tiếp tục đi theo Đường Tăng. Lần này không chỉ phải theo sát, mà còn phải bảo vệ Đường Tăng một cách kín đáo. Những yêu quái này không giống bình thường, chỉ cần một chút sơ suất, chúng thực sự sẽ ăn Đường Tăng, thưa Phật Tổ. Thật là quá đáng, chúng ta chỉ đánh đấm nhau một chút cũng đủ rồi. Cớ sao lại phải gọi thêm người, không chơi nổi à? Mê mơ. Đại ca, huynh nghĩ ở mọi núi này có yêu quái không? Có lẽ không có đâu, ở đây cách động Liên Hoa không xa, các yêu quái không thể chiếm đất gần nhau như vậy. Chán quá, ta mới học được Đại Uy Thiên Long, không thể có một yêu quái mạnh hơn sao? Để ta thử sức xem thế nào. Đã được sắp xếp rồi, đi nhanh thôi, đi nào. Đại ca, trời đã tối rồi, chúng ta nghỉ lại đây một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục đi. Sư phụ nói đúng đấy, các ngươi hãy ở lại đây, để ta vào xin trọ. Lão viện chủ, đệ tử xin được phép ra mắt. Đệ tử từ Đông Thổ Đại Đường, trên đường đến Tây Thiên để thỉnh kinh, đang đi ngang qua đây xin nghỉ nhờ một đêm. Xin lão viện chủ giúp đỡ, cho ta không tiện giữ các ngươi lại. Mau đi đi. Thì như đây là lần đầu tiên ta bị từ chối khi xin trọ ở chùa, hy vọng một lát nữa ông ta vẫn còn kiêu ngạo như thế.
Sư phụ, con bị đuổi ra ngoài rồi. Họ không tiếc chúng ta, những người du hành tứ phương đâu. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, đi theo ta. Các ngươi là ai? Đây là chùa Phật Môn. Sao các ngươi, những yêu quái này, dám xông vào? Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Ngươi có biết người vừa rồi là ai không? Ông ta là người từ Đông Thổ Đại Đường đến. Ngươi dám từ chối không cho vào? Xem thường ai hả? Cái chùa này của ngươi, chúng ta đến được đây là phúc đức của các ngươi rồi đấy. Trời ơi, hóa ra là người từ Thiên Triều Đông Thổ Đại Đường. Ngươi dám đắc tội với triều đình Thiên Triều ư? Mau mau đưa sư phụ ta vào trong chuẩn bị phòng khách. Chậm một chút nữa là ta sẽ tiêu diệt các ngươi, đấy là ưu kế quốc thần tăng. Đến khi tất cả mọi người đã ngủ, ma quỷ đã đến. Đúng vậy, ngươi không nhìn nhầm đâu. Đó chính là hồn ma của vua ưu kế quốc đến tìm đường tăng để nhờ giúp đỡ. Nhưng giờ đường tăng là một nam tử mạnh mẽ, dù không có pháp lực, nhưng sức mạnh to lớn, khí huyết quanh người ông mạnh đến mức hồn ma của vua không thể lại gần phòng. Chứ đừng nói đến chuyện vào mộng để kể về chuyện xảy ra với ông ta. Nếu đường tăng không biết chuyện của vua, thì làm sao ông có thể cứu vua và kiếp nạn sẽ diễn ra thế nào? Chúng ta có nên giúp vị vua của ưu kế quốc này không? Chúng ta hãy dẫn đường tăng ra ngoài và giúp ông ta một tay. Nhóc con, bần tăng tạm tha cho ngươi lần này. Đường tăng đúng là không theo kịch bản nữa rồi. Trong trường hợp này, không phải ông ấy nên đi ra ngoài xem sao à? Hay là chúng ta dùng Phật pháp để bảo vệ hồn ma của vua ưu kế quốc, để ông ấy có thể tìm đường tăng? Tiểu quỷ, không biết trời cao đất dày, dám làm loạn, rõ ràng là không coi bần tăng ra gì. Bần tăng sẽ đưa ngươi xuống địa ngục ngay bây giờ. Trời ơi, thế là xong rồi, siêu độ luôn, thật khó tin. Thậm chí không có cơ hội để nói một lời nào, thì đã bị đưa thẳng xuống địa ngục rồi. Phản kháng thành công và nhận được một viên cửu chuyển đại hoàn đan. Gì vậy, chỉ ngủ một giấc mà cũng phản kháng thành công, và còn phản kháng lớn đến vậy. Đường tăng đáng sợ thật. Giờ ông ấy đang rất ngầu, có một chút sức mạnh mà đã trở nên bá đạo đến vậy. Vừa chạm vào đã siêu độ được tiểu quỷ, đúng là làm cho người ta phải thích thú. Tôn Ngộ Không xảo quyệt kết hợp với đường tăng bá đạo, nhiều lại chắc sẽ phải lo đến mức tóc rụng hết. Hồn ma đã bị siêu độ, còn chơi gì được nữa đây? Đường tăng hành động thế này còn tàn nhẫn hơn cả Tôn Ngộ Không. Sư phụ ngủ rồi sao? Đang chuẩn bị ngủ. Có chuyện gì vậy đại ca? Không có gì. Sư phụ gặp chuyện gì à? Không ngờ đại ca quan tâm đến ta vào lúc khuya như vậy. Ta không sao. Đại ca, hay là ngủ cùng ta? Ồ, không có gì nữa đâu. Lúc này ở gần ưu kế quốc, hình như ngoại việc của vua ưu kế quốc không còn chuyện gì khác nữa, thật kỳ lạ. Sau khi qua ưu kế quốc sẽ gặp Hồng Hải Nhi, lúc đó mới có chuyện để làm. Có nên dặn dựng cảnh bố ơi, bố đâu rồi cho Hồng Hải Nhi không? Cha của thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Lần trước Thiết Phiến nói bà ấy vẫn còn là thiếu nữ, thế thì Hồng Hải Nhi từ đâu mà ra? Thật là ly kỳ, đúng là có điều bất thường.